Nghĩa là chúng ta chỉ tỉnh thức nhẹ nhàng ở trên đó để coi mọi sự kiện, mọi trạng thái xảy ra trên đó như thế nào để mà chúng ta ngăn giữ. Nó còn khi nào nó chiếu rồi mà thầy? Có hỏi. Trên cái trạng thái lúc mà con ngồi cái điện xứ mà đến lúc cái hơi thở nó nhẹ giống như nó gần đúng như nó mất gì đó, rồi cái phòng kẹp nó cũng lấn động, nó mình thấy hít vô nó cũng không có phòng kẹp như lúc ban đầu nữa, rồi các cái hành động thân nó giống như nó mình không thấy nữa, nó cũng hoạt động đó nhưng mà không thấy nữa. Rồi cái các cảm thọ lúc mà tác ý thời gian cả chừng bao phút thì nó cũng đi hết rồi. Thì cái trạng thái đó có phải là trạng thái thanh thản mà thầy, hay là trạng thái đó nó sao thầy dạy? Bây giờ thầy sẽ giảng cho cái chỗ này để mà thấy rõ không. Cái chỗ này là một cái từ cái chỗ thanh thản nó đi vào cái chỗ không đó, không khéo con còn chẳng con còn thấy biết thì lúc bây giờ đó, khi mà gặp cái trường hợp này con đáp ý, con nhắc để cái ý thức đừng bị chìm, mà ý thức vừa chìm vì nó là cái lằn ranh giới như đường tơ rồi, chỗ này không khéo thì lọt vô không tưởng đó. Còn tác ý lại thì nó vẫn cái trạng thái nó không phải, nó không có xúc tự đi lạc, nhưng mà nó chỉ như nó người nó thanh nhẹ tí, thanh nhẹ cho nó, mà nó cũng trở lại hơi thở mà lâu lắm nó mới lại. Cái đó đúng, không có sao đâu, nó là thanh thản hàng lạc vô sự của nó. Nhưng mà nếu mà cái ý thức con bị mất đi thì nó lọt trong không tưởng rồi, bởi vì nó là đường ranh giới một chút khéo léo thiện xảo chỗ này thì con mới bảo vệ được nó đó. Chưa có mất, không mất thì tôi thấy rõ ràng đó, thì thể ý thức còn là cái chỗ đó là tứ niệm xứ, mà ý thức mất là không phải tứ niệm xứ. Rồi còn cái trạng thái mà hỷ lạc mà nó hiện ra, nó hỷ lạc nó bị xuất tưởng hỷ lạc rồi, nó sai rồi, nó lộn tưởng rồi, còn nó không có gì hết thì còn, bởi vì con nhớ các cảm thọ họ lạc họ khổ, họ bất lạc bất khổ không có, thì nó là tứ niệm xứ. Mà nó còn có cái gì đó là thứ nhất là nó không có ba cái cảm thọ này, và thứ hai nó không mất ý tứ. Thì như vậy là con sẽ ở đúng ở trong trạng thái tứ niệm xứ. Vậy con có cái đó khoảng thời gian không? 5 đến 10 phút. Được không? Đúng cái đó không sai đâu. 5 đến 10 phút cũng khá rồi, cũng có tiến bộ. Con hỏi đi. Nhưng mà phải qua một thời gian dài, ít nhất cũng 3-40 phút mình đấu tranh, mình đấu tranh một thời gian dài mới có hết. Mình xả tâm nhiều là nó hiện cái đó ra đó. Chứ không phải là có liền. Nó không có liền đâu. Tức là mình ngồi lại, nó có những cái chướng ngại thoát nó hiện ra, mình xả thì bắt đầu nó mới hiện ra cái tướng đó. Còn có xả nhiều là nó mới hiện ra được 5-3 phút đó. Thế còn mà xả ít là nó không hiện đâu. Nhưng mà tính từ trường đảo mà có trường hợp vô ngồi với một lớp là nó có liền. Ví dụ như con vô ngồi một lớp là nó có liền, chứ không phải là phải xả lâu. Nhưng mà sau đó là bắt đầu nó niệm là nó vô là bắt đầu nó mất. Cái đó là mà nó, bởi vì con vô lúc bây giờ cái tâm con nó xả đó, nó xả thì nó vô, mà nó không xả nó trở lại đó thì tức là nó mất, không có gì. Nó mất thì mình cứ để tự nhiên cho nó có những niệm gì, cái thọ cái gì đó để mình đuổi thôi. Nó mất tức là nó trở về cái trạng thái phàm phu, nó không phải ở trong cái trạng thái mà ly đó đâu, ly dục ly ám pháp đó. Khi mình ly ở trong cái trạng thái mà đang ly thì nó hiện ra cái tướng của nó. Còn bây giờ nó trở về mình thấy sao nó y như bình thường, không có gì hết. Y như bình thường tức là trở về cái dục, cái tham của mình nó còn đó, nó trở về. Thì lúc bây giờ nó sẽ có niệm, nó mới có cảm thọ này kia nó tác động. Chứ nó cứ ở trong ngoài trong đó là có con chứng đạo luôn sao? Con hiểu không? Nên nó chỉ có một chút nào mấy con ly đó mà nó được chút đó để nó báo cho mấy con biết đó là thanh thản, là vô sự thôi. Nhưng bây giờ cái tâm tham si của mấy con còn chưa ly dục giác pháp hết đó, thì nó phải trở lại bình thường. Mà nó trở lại bình thường thì mấy con sao mà cái này chú vô không được. Đâu phải, nó phải trở lại để mình lo mình xả đi chứ. Con hiểu không? Cho nên đừng có lo lắng cái vấn đề mà sao nó không được cái đó, không phải đâu. Nó chỉ báo cho mình biết là mình có ly, nó mới hiện ra một cái tướng trong vòng 3 phút, 5 phút thôi. Rồi bắt đầu bây giờ mình tiếp tục mình ở trong cái chỗ mà nó không có cái trạng thái đó. Đó là lúc bây giờ là lúc mình ở trên cái chiến trường mình đuổi đó. Còn nó vô trong đó là coi như lúc đó là lúc mình bình an. Nói chung là cái nghĩ lạc coi chừng là nó bị xuất tưởng, con nó lộn tưởng á, chứ không phải không sao mà nó bị tưởng. Con thấy nó có một cái hay của cái nghĩ lạc là nó có thể nó làm mình cái giải tỏa được cái mỏi của mình, mình ở bên ngoài thêm chứ. Nhưng mà cái đó mình không có bán cho nó, mình cứ để cho nó bình thường,
thường rồi. Cũng được, nhưng mà điều kiện nó đã đi vô tưởng rồi đó, xuất tưởng Hy Lạp. Nó có vậy thôi, cái mình không có ý, mình bắt đầu mình đuổi nó đi thì nó cũng đi. Đi, à, nói vậy cũng được, chứ còn đừng có để nó, bởi vì mình biết nó là nó thuộc dị tưởng. Bây giờ thầy gọi là xuất tưởng Hy Lạp, nó cái Hy Lạp của tưởng. Cho nên cái trạng thái kia nó không có Hy Lạp đâu, nhưng mà nó nhờ cái Hy Lạp kia nó làm cho sung mãn, mình có thể kéo dài thêm, nhưng mà điều kiện nó lộn tưởng rồi, nó thêm nó là thêm tưởng. Còn cái mà nó ở trong cái chỗ ly dục ly ác pháp thì nó không có mang cái tưởng đó. Dạ, nó khác nhiều. Nó khác. Như vậy thì cái người định đạo là suốt cái thời gian thì mình cứ về từ 1 phút đến 30 phút, thời gian đó là không còn có Hy Lạp sản phẩm được. À, không còn có Hy Lạp gì hết. Bởi vì đó là cái đoạn nó ly dục, nó mới ở được cái trạng thái đó. Còn không nó kéo dài thêm nữa thì nó phải vô tưởng, nó kéo dài. Hôm trước con có thiên tài con ngồi nhiều hơn xíu á. Thử con có cái đó xíu rồi con có đuổi nó đi. Yeah. Rồi nó có cái trạng thái kia, à, cái thân thể. Như vậy là mấy con cũng biết được cái hình dáng của nó rồi. Nhưng mà có cái điều kiện là mình còn đang ở trên cái mặt trận chiến đấu nhiều. Cái dục, cái ác pháp còn nhiều chứ chưa phải. Cho nên vì vậy mà mấy con đừng có vội. Còn nếu mà vội đó, mình lo lắm để mình kéo dài cái trạng thái đó ra thì mình bị ức chế, mình lọt tâm tưởng mất. Cho nên mình trở về với cái trạng thái bình thường để cho từng cái niệm, từng cái cảm thọ, từng cái ác pháp tác động để cho mình dùng phương pháp mình xả. Mà cái này mình xả nhiều thì cái này nó tự nó đến với mình rất là xa hơn, dài hơn cái thời gian dài hơn. Mà cho đến khi 12 tiếng đồng hồ là đủ sức rồi. Mới phải hiểu biết cho con khéo là bị ức chế. Thầy nói chút xíu là mấy con bị rớt, bị rơi vào trong những cái trạng thái tưởng. Nó nếu mà nó không rơi không tưởng thì ít ra nó cũng rơi trong cái xuất tưởng Hy Lạp. Không để nó tự đi chứ không có đuổi nó. À, không có đuổi. Cái trạng thái nó còn trạng thái khi đuổi đi. Nó vậy đó. Rồi nếu mà nó không có nữa, nó trở về bình thường thì mình cứ để bình thường không? Để bình thường để mình nó có cái hiện tướng của nó xảy ra cái gì đó để mình diệt. Mình dùng phương pháp mình ly nữa. Đó, thì như vậy là mấy con sẽ tu đúng không sai. À, như vậy là mấy con nắm được phương pháp tu rồi, biết cách rồi đó. Cho nên nó không có sợ mà lọt vô trong cái định tượng.